Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn làm chủ đề đó chính là giá Bitcoin đang tăng mạnh, tăng rất mạnh. Khi các bạn nhìn thấy đây là 7.200, thì ngày hôm qua mình mới có hôm qua thì mình mới nhìn nó có 6.300 thôi, mà hôm nay là 7.200. Có nghĩa là nó rơi và mình cứ cho là nó lên khoảng 1.000 đô. Là nếu như bạn nào mà mua Bitcoin ngày hôm qua thì ngày hôm nay cứ mua thử một Bitcoin, bạn có 1.000 đô, có nghĩa là rơi vào khoảng chỉ trong ngủ trong một đêm bạn có thể kiếm được đến 20 triệu. Đấy là trong những cái kiểu thông thường là những người buôn bán Bitcoin ấy, nếu như họ buôn bán. Ok, thì đến đây chúng ta sẽ trước khi cái vào cái màn phân tích giá Bitcoin ngày hôm nay, đó là cái quan trọng nhất của cái màn phân tích giá Bitcoin này, đó là ở thời điểm hiện tại thì Bitcoin sẽ ra sao và thời điểm tương lai Bitcoin có lên hay xuống như thế nào. Thì cái đấy, thì trước khi vào màn mình muốn giới thiệu qua là đầu tiên các bạn phải hiểu qua một chút về cái hướng dẫn bán tiền ảo, có nghĩa là hướng dẫn các sàn giao dịch, các sàn như các thứ để tiền ảo. Thực ra nếu như các bạn cứ nhìn thấy là nhiều bạn lại bảo là ôi dồi ôi, giá lên này khéo lên ảo biết cái mẹ gì đâu, nó có thể đổi được ra tiền thành tiền Việt hay không. Cái quan trọng đó là có đổi được ra thành tiền Việt hay không, hay là nó chỉ là những đồng Bitcoin ảo rồi nghe người ta nói ôi Bitcoin lên giá nhưng mà ta chả nhìn thấy tiền của mày ở đâu cả, mà rõ ràng là mày cứ bảo là Bitcoin lên giá lên giá, thế tiền mày đâu, tiền đâu, hay mày vẫn nghèo. Ok, thì ở đây chúng ta cần phải có hiểu cái sàn này nữa. Thì link mình để phần mô tả bên dưới của cái clip này để cho các bạn hiểu cái sàn này. Ok, thì tiếp theo nữa là một cái ví. Ngày hôm nay mình sẽ bảo các bạn ví này. Thì cái ví này cũng là cái phần mà có thể cho các bạn đổi được cái đây trên đây, đổi được cái quá trình Bitcoin. Đây, Bitcoin ra đô những thứ. Các bạn nhìn đồ thị này, họ ở đây họ đang chat với nhau, họ đang giao dịch từng ngày một đấy. Có nghĩa là hai kiểu, một cái kiểu này là để sàn cho Việt Nam, hai là kiểu này để sàn cho quốc tế. Các bạn lựa chọn cái nào là mình lựa chọn. Thực ra đây chỉ là ví dụ thôi, ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều sàn, ở quốc tế chúng ta có rất nhiều sàn. Đây chỉ là một trong những hai cái ví dụ cho các bạn để nếu như bạn sàn giao dịch Bitcoin. Ok, thêm nữa rằng là nếu như bạn không muốn mạo hiểm thì các bạn có thể chọn phương pháp đó là đào Bitcoin. Đây là cái link hướng dẫn mình ở phần mô tả bên dưới. Đây là cái quá trình mình rút tiền ở cái phương pháp đào Bitcoin vừa rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây, đấy, làm hàng ngày mình vẫn rút tiền và ngày vẫn đào đều đặn như này. Có nghĩa là làm như thế này thì nó sẽ không bị rủi ro, ví dụ như Bitcoin lên xuống kệ nó, chả liên quan gì vì chúng ta đang kiếm là nông dân mà. Nông dân kiếm tiền thì có phải là nhà buôn bán đâu. Nhưng mà mặc dù nó được rất ít nhưng mà dù sao thì nó cũng là không rủi ro. Thì ở phần mô tả bên dưới sẽ có ba cái clip này cho các bạn. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xem ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Lúc này lúc 15 giờ theo giờ của UTC thì 6.700. Cái đồ thị các bạn nhìn nó lên này. Nếu như mà cái nhà kiểu họ giao dịch chuyên nghiệp ấy mà họ sử dụng những cái sàn như kiểu này này, đây những sàn như này, thì họ sẽ đánh thời điểm đánh như này. Ví dụ nhé, đang ở đây, họ lên lên đây, họ bán ra, xong rồi xuống lên đây, họ lại mua vào, xong rồi lên đây, họ lại bán ra, xong rồi xuống đây, họ lại mua vào. Lên đây, họ lại bán ra xong rồi đi xuống đây mua vào. Đấy kiểu như này, họ cứ ăn theo nhấp nhô sóng. Đây là những người mà họ ngồi liên tục ở trên màn hình, những người đây. Các bạn nhìn đây này, họ vẫn chat liên tục này. Họ sẽ chat liên tục như này, họ giao dịch ấy chiếc thứ ở liên tục như này. Nên mà cái sàn này thì nó hơi ít người. Thì nó không ấy, nhưng mà những cái sàn khác mà nó đông ấy, thì số lượng chat liên tục, số lượng giao dịch liên tục. Hoặc là các bạn có thể nhìn thấy cái số lượng giao dịch ở cái đây nó đẩy liên tục. Hoặc bạn vào sàn này, sàn của Việt Nam thôi nhá, thì các bạn có thể nhìn thấy cái sự giao dịch đấy, sự lên biến thiên của người ta đang vận động. Khi các bạn đang ngủ thì họ vẫn cứ đang làm việc, cứ hiểu lâu nay thì vậy đi. Bởi vì thực ra khi mà những cái sàn quốc tế này nó sử dụng cái khung giờ khác hoàn toàn so với Việt Nam, những khung giờ khác hoàn toàn, thì nhiều khi tranh nhau múi giờ thì các bạn ngủ thì người ta vẫn làm việc, người ta vẫn giao dịch. Đâm ra nhiều khi là khi mình đi ngủ rồi tiền thi thoảng mình hay bị kiểu như là mình đi ngủ rồi sáng hôm sau tiền lên một cách chóng mặt, mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cơ. Ok, thì tuy là như vậy nhưng mà khi lên 7.500 thì chúng ta đang thấy xuống là chiều hướng giảm 7.200. Thì theo dự đoán là Bitcoin sẽ lên với giá là 10.000. Đấy là theo tiên đoán của những cái tờ báo lá cải rồi anh em chém gió ở ngoài chợ.
chúng ta xem qua tin tức. Phần tin tức đại khái là khi dự đoán của Bitcoin ở đây thì đi Bitcoin sẽ chắc chắn là trang này có đây, mình sẽ xem có tin tức gì nóng bỏng đó. Đây nó chỉ quảng cáo và ấy thôi, cũng chưa mất kỳ update đấy thôi, cũng chưa có Livico, cũng chưa có thông tin gì gọi là thực ra mới quá. Nó lên hơi chóng mặt, các bạn có thể thấy rằng là cái việc nó lên như này là hơi chóng mặt. 6.000% ngày 11 mà ngày hôm nay ngày 12 lên như thế này là quá kinh, phải nói là nó lên 1.000 đô như này không có một cái gì là lãi hơn ở trong thời điểm hiện tại mà kiểu tăng như này. Tăng các bạn hiểu rằng là Luna ở cái ngân hàng chẳng hạn, ngân hàng lãi suất chúng ta cứ gửi một năm cho các bạn có thể lãi được 8% một năm, thế bằng này nó tăng 8% trong một ngày thì anh em cứ hiểu Luna nó kinh khủng đến mức như nào, lãi suất nó kinh khủng như nào, lãi các bạn gửi vào ngân hàng. Thế là chính vì lý do vậy đâm ra có rất nhiều bạn bây giờ cũng đang đặt ra câu hỏi rằng là anh ơi, ở thời điểm hiện tại em có nên đổ hết tiền vào việc mua Bitcoin không? Ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là không nên đổ hết tiền vào việc mua Bitcoin, nhưng các bạn có thể thử đến khi mà nó xuống ở cái mức này khoảng sấp xỉ 6.900 hoặc 7.000 thì các bạn có thể nghĩ đến việc mua vào, nếu như các bạn máu quá thì nghĩ như vậy. Còn về cá nhân mình thấy thì chắc chắn là nó sẽ quay về với cái mức tầm 6.000, nó sẽ về mức 6.000 à 5.000 đây, khung này. Mình nghĩ là sau khi đà nó bay lên đây thì nó sẽ về đến khung này. Thì khi nó về đến khung này, nó đang ở đây về đến khung này thì các bạn có thể mua vào, vì nếu như mà theo cái đà này thì nó sẽ phải sập xuống một lần nữa, như là các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy. Thì nó sẽ lên như kiểu trong vòng 1 tháng, 3 tháng thì cho các bạn dễ hình dung. Đấy, 3 tháng vừa rồi thì mình đã cũng từng làm những clip như thế này rồi. Các bạn có thể nhìn thấy đây là đây, những cái chiều lên của nó này thì nó sẽ sập xuống một chút. Đấy, xong lên nó chạy bằng xong vụt lên. Vụt lên xong nó sập, nó chạy đều tí vụt lên tiếp. Vụt lên xong rồi nó vụt lên đây, xong chạy xuống đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ chạy đều vụt lên chạy đều. Thì thằng này nó cũng sẽ tương tự, nó sẽ vụt lên và nó sẽ chạy tầm đây 6.000 là các bạn có thể ok, là vấn đề ôm vào là cái tầm này là anh em có thể ôm vào một cách thoải mái luôn. Bởi vì nếu như có chết thì nó cũng chỉ về đến 4.000 thôi, thì cố gắng chờ đến năm sau thì nó cũng sẽ quay lại 6.000, bởi vì ngay giờ này của năm ngoái thì Bitcoin cũng đã là 6.000 rồi. Các bạn để xem lại giờ này năm ngoái, các bạn nhìn thấy đây, giờ này của năm ngoái tháng 5 đây, mây 14 thì nó rơi vào khoảng 8.000 đấy, giờ này năm ngoái. Còn giờ này của năm ngoái nó vẫn là 7.200 đây, các bạn nhìn thấy đây. Nếu như mà so kiểu giống như là người ta bảo là đợt này Bitcoin lãi lắm, thì thực ra các bạn phải hiểu rằng là chưa lãi gì cả, trả lãi gì cả. Bởi vì nếu như mà cách đây một năm thì nó là 8.300 cơ, ngày đấy 8.300 mình vẫn sở hữu, và khi nó xuống đây dập xuống 3.200, 3.000 thì mình vẫn sở hữu, mình vẫn có, mình vẫn phải có. Đấy, dù là 8.000 hay 3.000 thì mình vẫn phải sở hữu, và nhất là những người mà buôn bán hàng ngày, những người dập dịch hàng ngày thì họ luôn luôn phải sở hữu. Thành thử ra là nếu như mà hai kiểu dạng người, nếu như người luôn luôn có Bitcoin như mình thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mình cả, bởi vì thực ra mình không buôn bán hàng ngày, dập dịch hàng ngày, bởi vì đó là một số tiền tiết kiệm mình vứt ở đấy, mình mua vứt ở đấy, vì mình có bán ra bao giờ đâu mà để chốt lời mới ăn lãi hay lỗ gì lỗi gì. Còn đối với người giao dịch mà lên xuống hàng ngày thì những cái quá trình họ giao dịch này, trừ khi họ giao dịch phải thật là lớn và thật là may mắn thì họ mới có thể ăn lãi được. Chứ còn những cái người mà những người mà giao dịch không biết cách thì cũng không thể nào ăn lãi được ở trên đoạn này. Thêm nữa rằng là những người may mắn, những người có rất nhiều người mình đã tư vấn cho để mà mua ở cái thời kỳ 3.000 ấy, đây này. Được. Cái thời mà nó ở tầm 3.000 này này, mình đã tư vấn cho rất nhiều bạn và mình cũng đã làm clip để ngày đấy mà ETH hay là Bitcoin nó đang có chiều hướng thì mình cũng đã làm clip, và các bạn ấy cũng rất nhiều bạn đã ôm vào. Các bạn ấy ôm hàng ngày luôn, ôm hàng tháng luôn, vì các bạn ấy có kiếm được bao nhiêu tiền ấy thì các bạn sẽ trích ra cái phần trăm để mà đầu tư vào Bitcoin, có như là một khoản tiết kiệm. Cái này thì mình đã dạy ở trên kênh của mình rồi, là các bạn sẽ phân chia cái dòng tiền mà các bạn đã kiếm được như thế nào để mà có thể có một cái tương lai khi mà Bitcoin nó lên thì các bạn
kiểu kiểu giống như là các bạn cứ ra ngoài cầu khấn Phật tổ ơi hôm nay con sẽ trúng xổ số, nhưng mà các bạn không mua một cái xổ số nào thì làm sao mà trúng được. Vì vậy đâm ra là cái này nó cái thời kỳ này mình luôn luôn bảo là các bạn có bao nhiêu thì cứ 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 mua đi, mua dần mua dần mua dần. Thì đương nhiên những bạn mà nghe ở thời điểm đấy thì nó đã có từng này rồi, hoặc là chúng ta sử dụng luôn cái ví này đấy, làm rất là nhanh gọn thôi những cái sàn này đấy. Để không để bạn không biết thì ok, thế chúng ta đã giải quyết được hai vấn đề, đó chính là ở thời điểm hiện tại thì không nên mua, các bạn chờ nó xuống thì nên mua, và liệu nó có lên tiếp không, chắc chắn lên tiếp nhưng mà nó phải xuống thì nó mới lên tiếp. Và cá nhân mình thì kỳ vọng nó sẽ về 8.000 đấy, như mọi khi đây những mọi lần sóng này thì mình sẽ kỳ vọng nó về 8.000, có nghĩa là bây giờ đang 7.000 chúng đã dập xuống, và dập xuống lúc đấy các bạn sẽ bay lên lại 8.000 đấy, là cá nhân mình đánh giá như vậy. Còn về cá nhân các bạn sao thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.